Bến Thang truy cập vào 3 máy chủ ở 3 chi nhánh khác nhau với giải IP và sắp mắc khác nhau. Máy chủ đầu tiên của thì IP là 10.23.1.157 là máy chủ đang đặt ở Thanh Yên. Máy chủ thứ hai có thì IP là 10.232.220 là máy chủ đang đặt ở Bắc Giang. Máy chủ thứ ba là máy chủ 10.230.122 là máy chủ đang đặt ở dọc Sóc Trăng. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh mình. Trong video ngày hôm nay giới thiệu với các bạn cách các bạn truy cập quản trị cấu hình từ xa với dòng máy chủ Dell SolarWinds. Tên máy chủ Dell SolarWinds là hỗ trợ các bạn cổng với bạn quản trị là cổng iWatt. Phiên bản cao cấp của iWatt bây giờ là phiên bản iWatt 9. Với những máy chủ của bạn đang có bảng là bảng Enterprise, Nation Enterprise thì bạn hoàn toàn có thể truy cập full quyền trên Virtual Console, hoàn toàn có thể quản trị máy chủ từ xa. Mọi người quản trị có thể cùng lúc quản trị rất nhiều các máy chủ các chi nhánh khác nhau. Bến Thang truy cập vào 3 máy chủ ở 3 chi nhánh khác nhau với giải IP và sắp mắc khác nhau. Máy chủ đầu tiên có thì IP là 10.23.1.157 là máy chủ đang đặt ở Thanh Yên. Máy chủ thứ hai có thì IP là 10.232.120 là máy chủ đang đặt ở Bắc Giang. Máy chủ thứ ba là máy chủ 10.230.122 là máy chủ đang đặt ở dọc Sóc Trăng. Chỉ cần 3 máy chủ này đều được hỗ trợ các bạn là bản Enterprise và đều tận cài hệ điều hành Windows Server 2022. Máy chủ mà bạn đang đặt tại vị trí bạn đang ngồi rồi thì cách bạn truy cập của bạn thì đơn giản các bạn nhập như trình web và các bạn nhập vị trí IP của cổng iWatt vào là bạn truy cập thôi. Còn với những máy chủ tại những chi nhánh khác chỉ có hai cách các bạn có thể remote tới. Cách đầu tiên thì bạn còn dùng qua VPN. Hiện tại mình tìm ra đường VPN. Các bạn sẽ dùng trụ qua VPN thì các bạn có thể truy cập vào các cổng iWatt ở các chi nhánh khác nhau. Cách thứ hai giúp các bạn có thể truy cập từ xa là các bạn sẽ mở hai cổng ở trên router. Cổng đầu tiên cổng 403 trở đến địa chỉ IP của cổng iWatt này. Tiếp theo bạn mở cổng 5900 để các bạn console. Đó là hai cách giúp các bạn có thể truy cập từ xa, remote từ xa tới máy chủ qua cổng iWatt trên dòng máy chủ Dell SolarWinds. Trong những video trước mình hướng dẫn các bạn chi tiết bạn sử dụng tất cả các tính tam vụ, tất cả các tính năng ở trên iWatt 9 rồi. Các bạn nào muốn tìm hiểu một cách chi tiết thì các bạn có thể tìm hiểu những video trên kênh của mình. Và trong video ngày mai thì mình chỉ giới thiệu qua các bạn những tính năng các bạn remote từ xa và những tính năng tiêu biểu giúp bằng người quản trị có thể hoàn toàn có thể quản trị được server của bạn từ xa. Làm thứ nhất là các bạn có thể truy cập vào hệ điều hành của máy chủ của bạn qua phần Virtual Console. Và bấm tổ phím Control Shift Edit thì bạn ấn vào Console Control, ấn vào Keyboard Control Online tại The Cloud. Hãy bắt gọi các bạn vào đây. Ok, như vậy là mình đã truy cập và hệ điều hành của server qua Visual Control của cổng iWatt. Và sau khi các bạn có thể truy cập và hệ điều hành qua Visual Control của iWatt rồi thì bạn hoàn toàn có thể thao tác bình thường trên server của bạn. Các bạn hoàn toàn có thể mở bất kỳ một ứng dụng nào là bạn quản trị là Server Manager hay là các bạn vào các tool, các bạn có thể vào cả Hyper-V, mình vân vân. Bạn có thể truy cập vào các app ảo ở trên server này. Và tiếp theo là các bạn có thể truy cập vào trong BIOS của server qua iWatt. Nơi mình sẽ truy cập vào một máy chủ ở thuyền Sóc Trăng để các bạn có thể truy cập vào bằng BIOS của server. Bạn tích vào dashboard thì bạn cũng truy cập vào bằng Virtual Console. Và trên Virtual Console này thì các bạn tích vào Power và các bạn ấn Reset System. Ok, bạn hoàn toàn có thể giám sát cả quá trình khởi động lại của server và hiển thị tất cả đầy đủ của bạn như các bạn đang khởi động lại chiếc server của bạn ở trước mặt bạn luôn. Ấn F2 để chỉ vào file OOS của các bạn. Ok, hai bạn có thể ấn vào Boot F11, F12, v.v. Bạn hoàn toàn có thể truy cập đầy đủ các thông tin của server của các bạn. Mình đang truy cập vào trong BIOS của server chi nhánh Sóc Trăng. Như vậy là mình đã truy cập vào BIOS của server này qua iWatt rồi. Khi các bạn remote qua cổng iWatt là bạn hoàn toàn có thể truy cập vào BIOS cũng như là iWatt setting hay là phần device setting. Còn device setting này bạn hoàn toàn có thể cấu hình căn bản như là cấu hình Z, cấu hình các phân vùng cho server của các bạn, cũng có thể truy cập vào cả Z của các bạn luôn. Cũng như các bạn truy cập vào các phần
như là config semantic của mình, virtual disk của bạn, hay là bạn hoàn toàn cũng có thể truy cập vào phần quản lý các cái việc cứng trên server của bạn, vân vân. Qua phòng IRAS quản trị từ xa đến server của bạn, các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào hệ điều hành để bạn cấu hình các chính sách, các policy, hoặc các bạn hoàn toàn cũng có thể truy cập vào BIOS hay là truy cập vào RAID để bạn cấu hình phần cứng cho server của các bạn. Và video hôm nay mình tạm dừng ở đây. Nếu bạn thấy video 12 và bổ ích thì bạn hãy like, share và subscribe cho mình, chia sẻ với các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.